xe ôm không cô? Cho con hỏi, đây là đâu vậy chú? Đây là châu Lăng Chi Tôn. Cô phải ngựa đây hả cô? Con là người ở đây, nhưng con chưa tới đây bao giờ hết. Cô đi đâu tôi chở cho. Làm gì vậy? Dạ, con muốn đi tìm người. Lên thành phố cái gì cũng có đó. Thì con chú. Leo lên đi. Dạ. Đi đi, nhanh lên. Đi luôn bác tài ơi. Cậu, chú, đây là đâu vậy chú? Trời ơi, ngày nay là ngày gì? Sáng giờ gặp hai người hỏi y chang nhau vậy. Có phải người hỏi chú là một cô gái đẹp đẹp phải không chú? Phải. Nhưng mà cậu có quen với cô ấy hả? Dạ, chú có biết cô đi đâu không rồi, chú? Rồi, lên xe đi Sài Gòn rồi. Mới vừa đi nè, mới vừa đi tức thì. Đi Sài Gòn? Tại sao Liêm đi Sài Gòn chứ? Dạ, cảm ơn chú. Cậu đi đâu tôi chở cho. Trời ơi, sáng giờ toàn gặp gì đâu không à. Đi Sài Gòn không anh? Xe này đi Sài Gòn phải không anh? Đi Sài Gòn. Mà có chắc là đi Sài Gòn không anh? Trời ơi, xe đi Sài Gòn chứ đi đâu anh? Lên xe đi anh. Dạ. Rồi tới luôn bác Tài ơi. Con đi cô. Cô mua giùm con tờ giấy số đi cô. Mua cái này để làm gì? Vậy mua để làm giàu. À, con cho cô hỏi, muốn tìm người thân thì đến đâu hả con? Dạ, con nghe nói là phải đến đồn công an á. Đồn công an? Dạ. Vậy con có biết đồn công an ở đâu không? Dạ biết, quẹo phải tới ngã tư rồi quẹo trái. Dạ. Quẹo phải tới ngã tư rồi quẹo trái. Cô cảm ơn con nhiều nha. Con để cô mua giùm con. Bao nhiêu một tờ vậy? Dạ 10.000. Lấy cô một tờ đi. Cảm ơn cô. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Vé số đây. Thank you.
Em ngồi đi. Dạ. Em ăn gì gọi món đi. Dạ, cô cho con món gì cũng được. Vậy hả? Rồi, có liền, người đẹp đợi chút nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. À, hết 750. Sao mắc quá vậy cô? Sao mà mắc? Em ăn bao nhiêu thì tôi tính bấy nhiêu chứ mắc gì. Nhưng mà ở dưới quê con rẻ lắm. Con đâu ngờ trên này lại mắc như vậy. Con không có đủ tiền. Ý cô là sao? Ý cô nói là tôi ăn gian chặt chém cô đó hả? Sao hồi nãy cô ăn cô không hỏi, giờ ăn cho đã rồi mới nói. Dạ, con xin lỗi. Con không ngờ là nhiều tiền như vậy. Con chỉ còn có bao nhiêu đây thôi à. Cô cầm giúp giùm con nha. Có mấy chục ngàn à. Con này láo. Mày tính ăn gian là quỵt của bà hả? Dạ không có. Bay đâu? Dạ, dạ. Cái chuyện gì vậy má? Cái con này nó ăn quỵt của má này, nó không trả tiền nè. Mày tính nó đi. Em gái mặt mũi sáng sủa vậy mà. Con xin lỗi cô, nhưng mà con không hề có ý ăn quỵt. Chính con cũng không ngờ là đồ ăn ở đây lại mắc đến như vậy. Con chỉ còn bao nhiêu đây tiền, mong cô cầm giúp con. Con cảm ơn cô. Nhà tôi nằm ở giữa cánh đồng. Nhà tôi ở dưới quê. Được rồi. Xung quanh nhà thường có nuôi rất nhiều gia súc. Trước nhà tôi có một vườn hoa hồng nữa. Ba mẹ tôi cũng làm nghề nông. Bây giờ nếu tính ra thì em trai tôi cũng hơn 20 tuổi. Ba của tôi thì có dáng người hơi cao. Những thông tin mà cô cung cấp chúng tôi đã ghi chép đầy đủ. Nhưng vì cô không có giấy tờ chứng minh nhân dân, tôi xin lỗi, tôi không thể tìm được người thân cho cô. Tôi còn nhớ một vài thông tin nữa. Nhà tôi ở vùng biên giới. Rừng xung quanh nhà tôi có những cái cây rất là lớn. Đằng sau lưng nhà có một cái đồi. Nhà tôi làm nghề đổ bánh tráng. Nếu là biên giới thì phải các tỉnh như là Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Gia Lai, Đắk Lắk, nhiều lắm. Sao cô lại ở đây? Tại mấy người trên chiếc xe đó nói là ở Sài Gòn cái gì cũng có hết. Xin lỗi cô, chúng tôi không có hình ảnh của những người mà cô cần tìm, nên hiện tại là không giúp gì được cho cô. Cô nên trở về quê hương, rồi sau đó có thông tin gì mới chúng tôi sẽ thông báo sau. Cảm ơn anh. Dạ, chào cô.
Thôi mà, hai đứa nó đi thì cũng đã đi rồi, mà cứ buồn hoài, làm sao mà tôi yên lòng được đây? Tôi không phải gỗ đá như ông. Hai đứa nó từ nhỏ tới lớn, một tay tôi chăm sóc dạy dỗ, nên tôi coi nó như con ruột của mình. Một con Liêm ra đi, tôi đã thấy đau lòng rồi. Đằng này thằng xấu nó cũng đi luôn. Hỏi ông làm sao mà tôi chịu nổi chứ. Khổ quá. Chứ bà tưởng là tôi không buồn không thương tụi nó sao? Nhưng mà tụi nó lớn rồi, có suy nghĩ riêng. Muốn đi thì làm sao mà tôi giữ được? Huống hồ gì con Liêm nó đi là để tìm lại người thân của nó. Vậy còn thằng xấu, tại sao nó lại đi chứ? Thì thằng xấu nó đi là để bảo vệ cho con Liêm. Tình cảm của nó dành cho con Liêm như thế nào, ba với tôi cũng đều biết mà. Mà có thằng xấu đi cùng với con Liêm, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Con Liêm là con gái, ra đường một mình cũng đáng lo mà ba. Nhưng mà ít ra cũng phải ăn bữa cuối để mà nói lời từ giã chứ. Đằng này tụi nó cứ lẳng lặng ra đi như vậy, làm sao mà chịu nổi chứ. Thôi, bây giờ trách cứ làm gì những chuyện đó. Tốt nhất vợ chồng mình hãy cầu nguyện cho tụi nó được bình an. Có như vậy tụi nó mới mau trở về với vợ chồng mình. Nè, bà đi đâu vậy? Thì xuống bếp làm con gà nấu mâm cơm, khấn vái tổ tiên phù hộ cho tụi nhỏ chứ đi đâu. Thiệt tình. Cầu trời khẩn Phật, mong bình an và may mắn sẽ tới với các con. Mong là các con sớm tìm được người thân của mình và trở về an toàn. Có gì mày nói lẹ lên đi. Mày đi đâu hả? Sao gọi điện cho mày không được? Tao có chuyện của tao. Thiệt tình, hai đứa này cứ một hai ngày là lại thấy gây lộn. Mày nói dối hả? Mày đi thâu gái thì có, mày lấy tiền của tao cho gái phải không thằng kia? Mày thấy tao đi với con nào không? Tao không thấy, tao mới đứng đây để nói chuyện với mày. Nếu mà tao thấy tao giết mày rồi. Mày nhìn lại cái mặt mày đi. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì hả? Tao chịu xài tiền của mày á là mai phước cho nhà mày lắm rồi đó. Thằng khốn, mày nói cái gì? Mày nói sao? Mày ngoan ngoãn thì cầm cái mồi mày lại. Lâu lâu tao còn ban phước cho chút tình cảm, hiểu không? Thằng chó, mày nói cái gì vậy hả? Nói mệt ghê mày. Dạ, chào dì. Dạ dì cho con hỏi, ở đây có chỗ nào cho thuê nhà trọ không dì? Ở trong kia kìa, có nhiều phòng trọ lắm, con vô hỏi thử xem. Dạ, cảm ơn dì. Không có gì. Mày quẩy mày làm gì đó hả? Trả đây cho tao. Mày đưa đây. Trả đây. Thằng khốn. Mày đưa đây. Dạ. Trả đây. Thằng khốn. Sao lại đi lấy tiền của người khác? Mày khùng hả? Tiền ai? Tiền bạn gái tao xài không được hả mày? Em ơi thả ra em ơi. Bồ chị không phải ăn cướp. Bồ chị đó. Bà rảnh quá bà nội. Trả tiền cho tao, nhanh lên. Mày lấy rồi tao sống bằng cái gì hả? Mày nhớ cái mặt tao nha. Tao sợ mày hả? Tao nhớ chứ tao sợ gì mà không nhớ. Đồ quỷ. Cảm ơn em gái nha. Không có gái giúp chị hồi nãy là mấy bữa nữa chị không biết sống bằng gì luôn á. Không có gì. Nè. Gái chắc đâu phải là người ở đây phải không? Chị thấy em lạ quá trời luôn á. Em tới đây làm gì vậy? Dạ em đi tìm phòng trọ. Kiếm phòng trọ hả?
À, kiếm được chưa? Dạ chưa. Kiếm trong khu này hả? Dạ phải. Gái, chị nói gái nghe nè, ở trong khu này á hết phòng trọ rồi. Mà biết sao không, nếu có phòng cũng an ninh gì đâu, không có hợp với loại hương đồng gió nội như gái đâu. Nghe lời chị đi, chị dẫn qua khu bên kia, đảm bảo có phòng rẻ, đẹp, mà an toàn, mà tiện nghi cho em luôn. Dạ em cảm ơn chị. Có gì đâu cảm ơn, chị em với nhau mà, đi. Dạ. Dẫu biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng gắn về với em để mừng ngày em. Em thấy không, ở đây ở thoải mái mà giá phòng rẻ nữa. Vui lòng đi vô đây với chị nè. Chị cũng nở mặt nở mày với lối sớm bà con. Khi thấy em có một bác, người chồng giống như là lòng chị ước mong. Má, má, má. Ôi trời 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 trời, má mày, má mày. Con quỷ này tao có điếc đâu mày la lớn dữ vậy mày. Trời má ơi, đâu có điếc đâu, mà kêu 8 lần không nghe thôi à. Ê, trời trời trời, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền mày, trả tiền, trả. Ai đây? Trời, đổi đĩa nhanh dữ vậy má. Dưới quê mới lên, đương kiếm chỗ ở trọ kìa. Bên chỗ má còn phòng không? Còn, còn chứ, tất nhiên phải còn rồi. 8,5 triệu. Đặt cọc tháng nữa là 3 triệu. Chỗ này là rẻ lắm rồi đó em, không có chỗ nào rẻ hơn nữa đâu. Ở chỗ này đi gái, được đó. Dạ. Dạ, con thưa cô, con sẽ thuê, nhưng mà bây giờ con không có tiền. Cô có thể đợi khi nào con đi làm có tiền, con gửi cho cô sao được không? Được. Hả? Được, không biết làm sao á. Tự nhiên thấy em thấy cảm tình dễ sợ luôn vậy đó. Người gì đâu mà đẹp quá trời quá xá à. Con cảm ơn cô, cũng tốt bụng quá. Đừng kêu cô, kêu bằng chị cho nó trẻ đi. À, chịu thuê phòng phải không? À, dãy trọ phía sau đó. Để chị vô lấy chìa khóa mở cửa cho nha. Đi đằng sau trước đi. Dạ. Đi đi em. Đằng dạ, sau dạ. Cô trước đi ha. Dạ. Ê, dừng lại, lui lại. Vậy, tự nhiên có bỏ điền hơi vậy. Giờ mày giống mẹ tao rồi đó. Sao? Phần của con đâu má. Nè, cái chú đột quỷ. Trời đất ơi, cái gì vậy, gì vậy? Lui lại cái coi. Vậy, nghĩ sao vậy má? Nhỏ này ngon vậy mà má đưa cho con vậy. Con được không? Được, tao thấy được đó. Mày muốn lấy tiền nhiều không? Muốn chứ sao? Ở trong nhà tao đó, để tiền mua bánh tài tao kìa. Mày vô mày lấy đi, rồi đi nuôi trai. Con quỷ. Trời trời đất ơi, tiền mà mua quan tài của bà hả? Có cho ông nội tôi cũng dám lấy nữa. Nghĩ sao vậy trời? Bà già keo kiệt dễ sợ. Không biết giờ Tim đang ở đâu làm gì. Anh phải đi đâu để tìm được Liêm đây?
những thông tin mà cô cung cấp chúng tôi đã ghi chép đầy đủ. Nhưng vì cô không có giấy tờ chứng minh nhân dân, tôi xin lỗi, tôi không thể tìm được người thân cho cô. Tôi còn nhớ một vài thông tin nữa. Nhà tôi ở vùng biên giới. Rừng xung quanh nhà tôi có những cái cây rất là lớn. Đằng sau lưng nhà có một cái đồi. Nhà tôi làm nghề đổ bánh tráng. Nếu là biên giới thì phải các tỉnh như là Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Gia Lai, Đắk Lắk, nhiều lắm. Sao cô lại ở đây? Tại mấy người trên chiếc xe đó nói là ở Sài Gòn cái gì cũng có hết. Xin lỗi cô, chúng tôi không có hình ảnh của những người mà cô cần tìm, nên hiện tại là không giúp gì được cho cô. Cô nên trở về quê hương, rồi sau đó có thông tin gì mới chúng tôi sẽ thông báo sau. Mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Rồi có một ngày mình sẽ tìm được người thân. Chúc Liêm ngủ ngon. Điệp ơi, mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò gió mong. Hey con quỷ, sao mấy ngày nay tao điện thoại mày không bắt máy mày? Dạ chị thông cảm, con em bị bệnh quá em phải đưa đi khám. Thôi mày đừng có diện lý do này nọ nữa. Giờ tiền hụi tao mày tính sao đây? Chị cho em ít bữa nữa nha. Ủa sao ngộ vậy trời? Sao lúc hốt hụi tao mày nói ngon lấy ngọt lắm mà, sao gì đóng hụi chết mày trốn luôn vậy? Dạ đâu có đâu chị. Tao đâu phải là quan âm tái thế đâu mà chàng cho mày hoài vậy con quỷ. Chị thông cảm cho em, mà em sẽ gửi cho chị. Thôi mệt, tao không muốn nói nhiều mày. Cứ ngày mai, đâu thử ngày mai mày không ăn cơm coi chịu nổi không? Dạ con em nó bệnh quá chị thông cảm. Tao không biết, mày làm sao cách nào không biết. Mày quơ vào có tiền cho tao, ngày mai tao qua mà không có, mày không có yên với tao đâu nghe chưa. Quỷ đâu không à. Thiệt đó, ở đời này nè, mình hiền quá mà. Nhìn lên mấy con này nè, mới leo lên đầu lên cổ mình ngồi đó. Đồ quỷ đâu không à. Ý. Alo. Chào em. Anh trai hả? Anh đây. Dạ, lâu quá mới gọi cho em đó ha. Sao? Dạ dạ, em khỏe. Anh sao rồi? Lúc này chắc phát tài rồi, quên em út rồi phải không? Làm gì có. Dạ, ý lộn. Anh phát tài lâu rồi chứ, em đã thừa phải không anh? Sao em, dạo này có hàng gì mới không? Dạ dạ, dạ có chứ, trời ơi. Anh đó hả, muốn hàng cỡ nào thì chói chang này cũng lôi ra cho anh, để phục vụ cho anh đó chứ. Em nói đó nghe. Dạ, 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 dạ. Thôi để bữa nào rảnh anh em mình gặp nha anh. Dạ, 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 dạ. Liêm, 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 Liêm. Chị nói nghe nè. Lại đây ngồi chơi. Lại đây. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đi em, trời ơi, đứng chi mỏi chân. Ngồi đi, trời ơi. Chị em không hà đứng chi cho mỏi chân. Dạ. Em thấy làm sao? Tối ngủ có ngon không? Có cần chị giúp đỡ gì không? Đừng có ngại, có gì cứ nói đi. Em giờ chỉ cần tìm người thân của mình thôi, nhưng mà em không biết tìm bằng cách nào. Ủa, em bị thất lạc người thân hả? Lúc nào, hồi nhỏ hay lớn? Cha mẹ, anh chị hay cô gì? Không phải. Tại vì á, chị lo lắng nên hỏi cặn kẽ vậy đó mà. Giả lại á, thời bây giờ á, dù tìm người thân thất lạc dễ lắm, mướn thám tử tư là ra hết trơn à. Thám tử tư là ai vậy chị? Trời ơi, thì mấy thằng cha mình mướn á, đi tìm người cho mình.
Nhưng mà mấy thằng cha đó thì nhanh, nhưng tốn nhiều tiền lắm. Nhiều tiền thì bây giờ em chưa có được. Không có thì kiếm. Sài Gòn thì khó với ai, chứ người đẹp như em thì dễ ẹt hả. Quan trọng đó là em chịu làm hay không thôi. Dạ em chịu làm chứ. Việc nặng nhọc nào em cũng sẽ làm hết, miễn là em có được tiền thuê thám tử từ tìm người thân. Tại nè, ai mà để người đẹp như em á làm công chuyện nặng nhọc. Em yên tâm đi, nếu mà chị giới thiệu cho em á là công việc nhẹ nhàng, lương cao, tiền bạc vô như nước luôn nếu em chịu làm. Dạ em cảm ơn chị. Ừ. À mà nè, còn Jin chứ. Jin là cái gì chị? Đúng thật là con đang tơ ngơ gác rồi. Chuyến này phải dụ cho được đó để kiếm một vố lớn mới được. Không có gì. Không ấy gì đi, ngồi yên đi. Để chị chụp hình cho em, để chị giới thiệu việc làm cho em, để coi người ta có chịu hôn nha không. Nha, ngồi im nha. Nè, chụp nè. 1, 2, 3. Nè khoan đã, cười lên, em cười lên, cười lên. Đúng rồi, đứng lên, đứng lên, đứng lên chị coi đi, đứng lên chị coi đi, đứng lên em. Cười lên coi, cười lên, cười lên, cười lên, cười lên. 2, 3. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn à. Cười lên, cười lên. Công viên gì hả mà ô nhiễm dễ sợ vậy, rác rưới không đã vậy còn nắng nữa, kiểu này da mình chắc đen hết luôn. Nếu mà thấy nắng quá hay mệt quá thì người ta ở nhà đi, đi làm chi không biết nữa, cố quá thành quá cố. Nè, bỏ cái thói sỉ nhục coi thường người khác đi nha. Tôi nói cho chị biết, người nhà quê như tôi á mà còn sang chảnh hơn những thành thị của chị nhiều đó. Đồ phách lối. Tôi phách lối vậy sao? Còn cô làm sao? Lắm chuyện ba qua đặt điều. Trời đất ơi, tưởng mình là bông hoa đẹp giữa cánh đồng hả? Đừng có mơ. Đồ bà tám, ăn nói cho đàng hoàng đó. Giờ muốn làm sao? Hồi nãy giờ không nghe người ta nói rõ ràng hả? Cái đồ nhà quê. Nhà quê. Nhà quê hả? Nói nhà quê sao? Nói nhà quê hả? Làm gì hả? Muốn gì? Đồ nhà quê. Nói nhà quê không hiểu sao? Được rồi. Nói cô là đồ quê đấy. Đồ nhà quê. Thôi mà. Hai đứa này. Thôi đi. Hai cái đứa này kỳ thiệt nha. Ở nhà cãi nhau chưa đã, bây giờ kéo nhau ra đường cãi nhau nữa hả? Bộ muốn mọi người cười hay sao vậy? Cái bà tám này tối ngày kiếm chuyện với em nè. Đúng là đồ nhà quê. Mở miệng nói chuyện thấy chợ búa dễ sợ. Chị có im không? Thôi đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Rồi sao? Làm gì tôi? Nè. Thôi đi. Lại đây, lại đây. Bộ hai người cãi nhau vậy, hay hô lắm hả? Anh làm gì em nạt em? Anh không thấy thái độ của nó quá đáng vậy hả? Thôi mệt quá. Mới sáng sớm mà đã gặp chuyện bực mình rồi. Bực bội ghê. Cái đó hay thiệt. Nếu có cái đó thì sẽ không ai thấy gương mặt xấu xí của mình nữa. Cô ơi, thôi đi, đi chỗ khác đi. Tôi không có tiền đâu. Đi đi. Dạ không phải đâu cô. Tôi muốn hỏi cái đó cô mua ở đâu vậy? Cái gì? Cái này nè. Đúng là cái đó đó. Cái đó cô mua ở đâu vậy? Cái này hả? Trời ơi, thiếu gì chỗ. Công nhận cái thời buổi gì mà kiểu cô gái ngộ ghê ha. Hết chuyện hỏi nha, đi hỏi cái khẩu trang. Xin lỗi, không có cửa đâu nha. Cô hiểu lầm rồi.
Tôi muốn hỏi cái đó thiệt mà. Cô có thể chỉ cho tôi cái đó cô mua ở đâu được không? Nè, tôi nói là đi chỗ khác đi nha. Anh mà còn sớ rớ đây á, tôi la làng lên đó. Anh... Nè, không phải, tôi hỏi thiệt mà. Cô làm ơn giúp tôi đi. Có chuyện gì vậy? Thằng cha này nè, đã xấu mà còn dai nữa. Muốn tán tỉnh em, mày đặt hỏi này hỏi nọ. Ờ, không có đâu, cô hiểu lầm rồi. Thật ra là tôi muốn hỏi cái đó cô mua ở đâu thôi. Cô chỉ giúp tôi đi, tôi đang cần lắm. Cái khẩu trang này à? Dạ, đúng rồi anh. Nè, đây nè. Anh thấy con đường phía trước không? Ờ, đó. Dạ. Tới đó, anh sẽ thấy một cái cửa tiệm bên tay phải. Ở đó bán rất là nhiều khẩu trang. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Tại em đẹp quá, em phải đề phòng thôi. Em đẹp lắm. Nè, uống đi. Chạy tiếp thôi. Tập đi. Ê, đợi em với. Nè, đợi em. Trời ơi, là chuyện gì nữa đây? Chuyện gì là chuyện gì? Tại sao hồi sáng anh dám bắt nạt em hả? Anh mà không làm vậy á, em và anh Hà cãi nhau, nhiều khi á còn đánh lộn nữa. Cãi nhau thì càng tốt, để em chống mắt coi anh với anh hai ai bên ai. Em thiệt là trẻ con mà. Anh chưa xin lỗi chuyện lúc nãy còn dám em trẻ con nữa hả? Ờ, tại sao phải xin lỗi? Anh không rảnh mà đòi coi cho em. Anh có việc cần phải đi nè. Không được đi. Hả? Anh chưa xin lỗi em mà còn đòi đi nữa hả? Tại sao anh phải xin lỗi? Mà anh xin lỗi vì cái gì mới được? Vì đã lớn tiếng với em, vì đã nói em con nít, vì chưa nói chuyện xong mà bỏ đi. Thôi được rồi, muốn xin lỗi với gì? Vậy thì bây giờ á, em nhắm mắt lại đi. Tại sao phải nhắm mắt? Thì em nhắm mắt lại đi, rồi anh sẽ nói. Còn lâu anh mới xin lỗi. Đồ con nít. Đồ đáng ghét. Cậu bỏ khẩu trang ra đi. Tại sao vậy? Vì quy định á, khách vào tiệm vàng không được mang khẩu trang. Ai biết được cậu có phải là cướp hay không? Người gì mà xấu dữ vậy trời. Vàng này ở đâu mà cậu có? Tôi đi dành. Để tôi cho thợ kiểm tra thiệt hay giả nha. Dạ. Sao giả được? Vàng tôi dưới quê á. Về nguyên tắc thì phải kiểm tra thôi. Cậu chờ một chút đi. Lan ơi. Dạ. Mang vô kiểm tra giùm chị đi. Dạ, vàng thật đó chị. Nè. Dạ, cảm ơn.
Con đi nha cô. Chạy đi, chạy đi. Nè anh coi đi. Đó, nhìn hình là thấy mê rồi phải không anh? Nhưng mà ở ngoài cô ấy còn đẹp hơn gấp mấy lần nữa đó. Bà còn nói quá không vậy? Trời ơi, chó Trang này nào giờ có nói với anh Năm bậy bạ đâu. Cái nào có nói có, nào không nói không. Không bao giờ làm mất uy tín với Năm đâu. Dứt giá bao nhiêu? Gấp 4 lần giá cũ. Sao mà mắc dữ vậy? Thì tiền nào của đó mà anh. Đặc biệt á, hàng tem còn nguyên, chưa qua tay đàn ông nào hết đó. Mà biết đâu chừng á, anh Năm rớ vô cô gái này, công việc làm ăn của anh Năm phất di diều gặp gió. Lúc đó hả, thì anh Năm đừng quên chó Giang này nha. Đúng là cái miệng bà dẻo quẹo hả. Chim ở trên cành cũng bị bà dụ xuống hết đó. Nè, một nửa đưa trước, số còn lại xong việc sẽ đưa hết. Nếu con nhỏ đó phục vụ tốt, bà sẽ có thưởng đó nha. Anh Năm yên tâm đi, bảo đảm mà. Em bao hàng anh Năm luôn đó. Dạ, cảm ơn vì sự dũng cảm của anh. Dạ, chúng tôi sẽ xử lý hai tên cướp đó thật nghiêm minh. Dạ. Anh gì đó ơi. Anh kêu tôi hả? Có phải hồi sáng anh hỏi tôi là mua khẩu trang ở đâu không? Đúng rồi, là anh đã chỉ cho tôi. Cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi mua được khẩu trang này đó. Mà anh tới công an chi vậy? Tôi không, không có. Không có hình. Chị tìm bằng cách nào đây? Sao mình lại không có hình của Liêm chứ? Biết tìm Liêm ở đâu bây giờ? Ê gái, nhìn cũng ngon quá ha. Hèn gì mụ chói cưng chiều ra mặt. Ê, vô nghề lâu chưa? Ủa, ý chị làm sao? Em không hiểu. Bày đặt làm bộ làm tịch nữa. Tao hỏi là mụ chói đưa mày vô nghề lâu chưa? Em chưa có đi làm ngày nào. Nhưng mà chị chói nói là em sắp đi làm rồi. Thì ra gái vẫn là con nai vàng ngơ ngác. Ráng đi theo bà ta đi, rồi sẽ có một tương lai tươi sáng. Ê, con quỷ cái, mày rảnh quá ha. Sao mày không ngủ dưỡng sức đi? Mày đứng nói chuyện tào lao vậy mày? Có đâu, con khen má không hà. Chúc mừng má nghe. Mai mốt phát tài, nhớ cho con vay tiền lãi ít ít chút nha má. Đồ điên. Ê, qua đây, chị nói nghe. Trời ơi, chị nói á, không có ai đẹp người đẹp nết giống như em vậy hết trơn á. Hồi sáng này chị có đi chợ mua cho em chút son phấn nè. Cầm mà xài đi. Cái này là cái gì vậy chị? Trời, em đừng nói với chị hồi nào đến giờ em không xài son phấn rồi nha. Đơn giản lắm. Cái này nè, là màu son.
đánh lên môi mình á, cho cái môi mình á cho nó hồng, cho nó quyến rũ giống như môi chị nè. Cái màu này nó thịnh hành nhất năm nay đó nha em. Còn à, cái này hả là phấn, đánh lên da mặt cho nó mịn màng. Nhưng mà da mặt của em nó cũng mịn sẵn rồi, nên ít thôi ha. Nè, giữ xài đi em. Dạ, em cảm ơn chị. Nhưng chắc em không cần xài mấy thứ này đâu chị. Cần chứ sao không cần, con gái mà không cần sao được. Với lại công việc sắp tới của em nè, cần chút son phấn mới được. Vậy đi nha, giữ xài đi. Chị có công chuyện chút xíu, chiều chị em mình nói chuyện tiếp. Dạ, em chào chị. Ờ mà quên nữa, tối nay ở trong phòng nha, đừng có khóa cửa nha không. Dứt khóa là không được khóa nha không. Tối nay chuẩn bị làm rồi đó, nha không. Dạ. Kiểu gì mình cũng phải tìm được ba và em Triết. Đã lên đây rồi thì nhất định mình phải tìm được, chứ không thể về lại quê nữa. Anh cứ ở phòng này đi, đây là khách sạn của bạn tôi. Nếu anh muốn ở dài hạn thì tôi nói bạn tôi tính giá rẻ cho. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sau này có dịp tôi sẽ đáp đền ơn anh. Có gì đâu, anh đừng có khách sáo. Mình gặp nhau cũng là cái duyên mà. Với lại tôi cũng chưa giúp được gì cho anh. À, quên nữa, anh tên gì? Tôi tên Xấu. Tôi là An Khánh. Coi như chúng ta là bạn đi ha. Sau này ở đất Sài Gòn có khó khăn gì thì cứ gọi cho tôi. Cảm ơn anh. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi về. Dạ. Mình phải tìm cho được Liêm. Bà làm gì mà thập thà thập thò, nhìn trước nhìn sau như ăn trộm gì hả? Ai để ông tôi thập thò? Tôi cẩn thận. Chuyện này hiền ngang không có tốt đâu. Con ngại mà áo sọc lên cái gì đó chà. Làm gì có chuyện đó nữa bà. Ý tôi nói là cẩn thận thôi. Với lại anh Năm đây có máu mặt mà, đúng không? Lỡ có chuyện gì bất trắc á, đâu có tốt. Bà nói đúng đó. Đó, phòng của nó, hồi chuyện kêu nó không có khóa cửa. Anh vẫn chậm với nó đi, đi đi. Năm. Gì nữa đây? Tiền còn lại đâu? Trời, nhớ chuyện đó nữa hả? Trời ơi, đồ cơm của em mà. Nè, bước mắt đi bà nội. Điếm. Có tiền là biến liền. Chúng anh làm vui vẻ nha. Thôi mà em. Cô đừng đánh tôi mà. Cô đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi nữa. Tôi xin cô mà. Sao nó dám tự tiện vô phòng người khác hả?
cái bụi chói á, nó đã nhận tiền của tôi, nó kêu tôi vô phòng, cô chiều chuộng tôi. Bà chói. Có gì em? Từ nói em. Bà làm cho người lạ vô phòng của tôi. Em kêu chị kiếm việc làm cho em mà. Kiếm việc làm, nhưng mà không phải là loại công việc làm đó, bà nghe chưa? Hả? Chị ngạc thở. Dạ tôi buông chị ra đi. Buông ra rồi nói. Em buông chị ra. Bà nói đi. Tại chị thấy em là người xứ khác tới, lại xinh đẹp nữa, không biết em có phải loại người đó không, cho nên kêu người ta thử. Chứ phòng trọ chị không cho loại gái đó mướn đâu em, phức tạp lắm. Vậy tại sao bà lại lấy tiền của người ta? Đâu, chị đâu có lấy đâu. Ông ta nói láo đó. Ông ta vu oan chị á. Cái ông này dám manh động với em hả? Được rồi, để ngày mai chị gặp ổng, chị chửi ổng một trận. Thôi em, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Em rộng lượng bỏ qua lần này cho chị nha, coi như không có chuyện gì nha em. Bỏ qua cho chị nha em. Đây là lần đầu tiên tôi sẽ tha cho bà, nhưng còn bất cứ lần nào nữa thì bà đừng có trách. Chị biết rồi, chị biết rồi. Trời ơi, tưởng con gái nhà lành, hiền lành, ngoan ngoãn, ai ngờ nó dữ như bà chằn. Trời ơi, phen này chắc vất vả với nó rồi đây. Bà làm ăn cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Tôi sẽ kêu người xử cái con khốn đó, cho biết thế nào là lễ độ. Còn bà nữa, nguyên cái vụ việc này tôi phải giải trình với con vợ tôi suốt đêm. Bà có biết không? Bà chán sống rồi hả? Vậy anh Năm bớt giận anh Năm. Em đâu có nghĩ nó có máu điên vậy. Chắc tại hôm qua nó khó ở nên nó mới làm anh Năm như vậy. Chứ em có làm việc với nó rồi. Làm việc cái kiểu trời ơi của bà đó hả? Tôi nói cho bà biết, tôi quen rất nhiều người. Chỉ cần tôi ho một tiếng, công an sẽ quét sạch cái động của bà, mày biết chưa? Dạ, xin anh Năm bớt giận. Anh Năm làm vậy, tội nghiệp em mà. Không ấy vậy đi. Em trả lại số tiền của anh Năm đi nè. Em hứa với anh Năm á, nếu có con nhỏ nào đẹp á, em giới thiệu cho anh Năm. Em tính giá mềm thôi. Bộ bà nghĩ tôi không có tiền hả? Tôi nói cho bà biết, bà làm cách nào tôi không cần biết. Nhất định con nhỏ đó phải thuộc về tay tôi. Tôi khoái cái máu điên của nó rồi đó. Dạ. Còn đây là tiền, vẫn là của bà. Bà cầm đi, nhớ lo cho tôi đó. Dạ. Anh Năm. Anh à. Tiền ai không mê. Nhưng mà sao cái ca này khó quá vậy trời. Cảm ơn. Dạ. Tao sao? Mình về sẽ không báo em biết để em chuẩn bị.
Mày chuẩn bị cái gì? Để mày báo cho thằng bồ mày đừng có bén mảng tới đây nữa hả? Em không có. Nếu có thì mày sống được với tao chắc. Tao có hẹn với mấy thằng đàn em nhậu ở đây, nhớ làm mồi cho ngon ngon vô. Dạ. Mẹ kiếp, tao đã về đây rồi, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời tao, hiểu chưa? Dạ. Hôm nay là ngày giỗ của anh chị ấy, sao lại cắm hoa hồng vàng? Tại vì bé Trinh nó thích hoa hồng vàng. Mà em không hiểu sao bao nhiêu năm nay hai đứa bé đó lại không tìm về nhà nó. Chắc lúc đó thằng bé còn quá nhỏ nên không thể nhớ đường về lại nhà. Còn bé Trinh thì anh lại để nó thất lạc, không biết bây giờ còn sống. Hôm nay là ngày giỗ của anh chị. Nếu anh chị có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho hai cháu. Suốt bao năm qua em vẫn đi tìm hai cháu mà không thấy. Nén nhang này xin được tha lỗi cùng anh chị và hai cháu. Đại ca, tụi em biết tin đại ca về, tụi em mừng hết lớn luôn. Không ngờ là đại ca còn nhớ tới tụi em. Vậy à, mày khỏi trình bày. Dù tao ở trong tù nhưng công việc làm ăn của tụi bay ở ngoài này á, tao đều nắm hết. Vô đại ca. Vô. Vô. Mời đại ca. Mời đại ca. Đại ca, lần này đại ca về xây dựng lại cơ đồ. Thằng em này sẽ theo đại ca tới cùng luôn. Em đã gây dựng được đường dây dựng gái và bảo kê hai quán bar. Bây giờ đại ca về rồi, xin nhường lại cho đại ca. À,
Các chú đã có lòng với anh, còn đối xử tốt với anh, coi anh như năm xưa. Anh rất là cảm ơn. Mời đại ca. Nhưng thôi, mời. Anh không tham gia vào việc của các chú đâu. Đứa nào có phần thì cứ việc giữ. Còn anh tự biết mình nên làm gì. Uống đi đại ca. Dạ. Vô. Đại ca nói vậy chắc hẳn là đại ca đã có kế hoạch rồi. Dạ. Ờ Khánh. Dạ, em tới trễ. Em đi vài chỗ em gom tiền và em gửi đại ca. Dạ. Đây là Khánh Nam, đệ tử mới của tao đó. Còn đây là mấy anh em năm xưa cùng với tao tung hoành ở biên giới đó. Thôi, tụi bay làm quen với nhau đi. Dạ. Uống cái làm quen nha. Dạ, dạ. Mời đại ca. Vô. Mời. Dạ, xin mời. Mời đại ca, vô. Đại ca. Ừ. Em cho người đi tìm hiểu. Ngôi nhà mà đại ca nói tới á, hiện đang bỏ không, không có người ở. Chỉ có một cặp vợ chồng thường xuyên qua dọn dẹp thôi à. Vợ chồng. Vợ chồng nào? Chính là Tai Kỳ Bảnh mà đại ca kể cho em nghe đó. Bây giờ nó hoàn lương rồi, có vợ và con gái, sống cách đó vài cây số. Mẹ nó, cái thằng chó đó. Căn nguyên mọi chuyện xảy ra cũng là do nó. Kể cả gì tao bị bắt về đi tù. Sau khi tụi em ra tù á, cũng tính tìm nó xử. Nhưng á, mà nó trốn biệt tích, rồi sau này nó mới về. Sau khi hai vợ chồng thần Trung Đâu chết, không hiểu bằng cách nào thằng Kiều Bảnh được giữ ngôi nhà đó. Và nó nói là nó sẽ chờ hai đứa con của thằng Trung Đâu trở về. Đại ca, đại ca muốn xử nó bây giờ thì em cho tôi đàn em làm liền. Mẹ kiếp nó, nếu trước đây thì chính tay tao sẽ giết nó rồi lý xác nó vô rừng. Còn bây giờ thì chưa phải lúc. Tao mới ra tù, không nên manh động, công an nó để ý. Cái thằng chó đó, cứ để yên đó, nó không chạy thoát đâu mà lo. Đại ca, con số chắc là tụi nó nói về số vàng Trung Râu cất giữ năm xưa. Nhưng mà thằng Trung Râu chết rồi, số vàng đó liệu Kiều Bảnh có biết không? Chắc là không biết đâu. Nếu không thì hai đá đâu chịu để yên cho Kiều Bảnh như vậy. Vậy thật ra số vàng đó hiện đang ở đâu? Uống đi đại ca. Rồi. Mời đại ca. Vô. 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 Hôm nay không sai không về nha. Dạ. Dạ, dạ. Thôi về đi, có gì tôi gọi. Nó nghe nè, khi nào lên Sài Gòn thì nhớ nói tiếng nghe chưa, đừng có im lặng mà đi đó. Biết rồi. Tôi về. Tôi đi đâu thì kệ tôi, làm gì phải báo. Xưa rồi nha Diễm. Con mới về hả? Con nè, con về sao không báo Dượng với mẹ ra đón con? Ừ, cảm ơn, không dám. Tôi mà có đi bộ á. Mẹ vô liền. Cơm nè anh. Cảm ơn em. Nè con. Của con nè. Cả nhà mình ăn cơm đi. Ăn đi anh. Con, món này con thích lắm nè. Ăn nhiều vô nha. Anh. Cảm ơn em. À, cái cậu thanh niên lúc nãy chở con về là ai vậy? Thằng đây con bà Tử Sang chứ ai. Trời đất, cái thằng đó là cái thằng hư hỏng, phá làng phá xóm nhất ở đây đó. Mẹ đã nói con đừng giao du với nó rồi mà. Mẹ để ý làm gì? K
kệ nó đi. Dù sao á thì nó cũng chiều con hết mực, rồi nó cung phụng dưới chân con. Thời buổi giờ mà lợi dụng được đứa nào á thì cứ lợi dụng thôi. Con à, cái cậu đó hình như là mới chém người, đứa của người ta mấy ngón tay đó. Con giao du với người đó không tốt đâu. Ông cũng từng làm giang hồ đó, mở miệng ra làm như là mình tốt lành lắm vậy. Trời, sao con lại ăn nói với Dượng hỗn hào như vậy hả? Ừ, con nói đúng mà. Thôi, em ăn cơm đi. À mẹ, mẹ thấy An Bình là người như thế nào mẹ? Thì mặt mày cũng sáng sủa, cũng hiền lành lễ phép. Vậy mẹ sắp xếp lên nhà cậu hai tác hợp cho con với anh Bình nha. Con thích anh Bình đó. Cái gì? Con nói cái gì vậy con? Thì con nói con thích anh Bình. Mẹ có nhiệm vụ làm chuyện này cho con đó nha. Trời đất ơi, sao con lại nói như vậy được? Có gì đâu mà không được. Dù sao thì anh Bình cũng là con nuôi của cậu hai thôi, được cậu hai lượm về nhà. Có bà con họ hàng gì đâu mà mẹ phải sợ. Mà tính ra anh cũng là đứa mồ côi, đâu có rõ nguồn gốc đâu. Được con để ý á là phước phần của ảnh rồi. An hả? Người mà con thích tại sao con lại nói như vậy chứ? Dừng nghĩ con lớn rồi, ăn nói cái gì cũng phải suy nghĩ chín chắn một chút. Đừng có hở ra muốn cái gì được cái đó, hiểu chưa? Ông có quyền gì mà ông dạy tôi? Ông đừng tưởng lấy mẹ tôi á là được quyền làm cha nha. Tôi nói cho ông biết, tôi chưa bao giờ thích ông, và cũng đừng mong một ngày tôi sẽ chấp nhận ông. Ông rõ chưa? Con im đi. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi. Mẹ đừng bao giờ ép tôi phải thấy bản mặt của ổng nữa. Từ sau bữa cơm này hay làm bất cứ chuyện gì, nếu có ổng sẽ không có tôi. Mẹ hiểu không? Em. Mẹ. Mẹ đánh tôi. Mẹ vì ổng mà mẹ đánh tôi. Anh Hà. Anh Hà. Nghe mẹ nói. Mẹ tránh xa tôi ra đi. Đừng bao giờ đụng vào người tôi nữa. Em à, em bình tĩnh đi. Anh hiểu tính khí của con mà. Chắc nó sẽ suy nghĩ lại. Em yên tâm, đừng buồn nữa nghe. Thôi, đừng khóc nữa em. Sao? Mình lên đây để tìm Liêm mà. Mình phải đi kiếm Liêm thôi. Tên này có tên thường gọi là Nguyễn Văn Hai, với giang hồ thường gọi với biệt danh là Hai Đá. Hắn đi tù 15 năm, can tội cướp của giết người ở vùng cận biên giới. Hắn mới được phóng thích, nhưng không chịu về quê mà ở lại thành phố của chúng ta. Vì hắn có người vợ chuyên thu mua phế liệu đang sinh sống ở đây. Có thông tin cho rằng trước đây khi hắn ở trong tù, hắn vẫn còn điều khiển đám đàn em để mua bán ma túy và đánh bạc bất hợp pháp. Hai Đá là một tên đặc biệt mưu mô và xảo quyệt. An Khánh, đồng chí sẽ trực tiếp điều tra về tên này, nhưng phải nhớ là điều tra bí mật để tránh bứt dây động rừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Dạ rõ. Tốt, bây giờ chuyển sang nhân vật thứ hai, đó là Hoàng Văn, tức Văn Đại Quý.
An Hạ, mẹ nấu cơm rồi đó, vô ăn đi con. Tôi không ăn uống gì hết trơn á. Mẹ không cần tôi nữa thì mày để cho tôi chết luôn đi. Con đừng có nói như vậy, mẹ lo lắm. Coi như hôm qua mẹ lỡ tay đánh con, mẹ xin lỗi con mà. Bây giờ con vô ăn sáng đi, tụi con muốn gì mẹ cũng chiều hết. Mới có một ngày không ăn uống thôi, mặt mẹ con xanh xao quá. Mẹ chưa bao giờ mà đánh tôi, mà vì ổng mẹ lại đánh tôi. Tôi không còn muốn sống trên đời này nữa. Trời ơi, con đừng có nói như vậy, mẹ lo lắm biết không. Mẹ biết mẹ sai rồi, giờ con muốn gì mẹ cũng chịu hết nha con. Mẹ hứa rồi đó nha. Ừ, mẹ hứa. Cười cái coi nè. Cười phải đẹp không? Thiệt là tức chết. Bây giờ mày tính sao đây? Mày coi có cách nào giúp tao không vậy? Hương, nghe cái kiểu mày đó hả? Chứ nghe kiểu gì? À, lúc này tao thấy mẹ ăn chua lắm nha, có bầu rồi phải không? Trời, má làm như dễ bầu lắm vậy. Nếu mà con dễ bầu vậy á thì một năm con đi ra đi vô từ vũ không biết chắc chục lần á. Con nào cũng nói vậy hết trơn á, mà con nào cũng mượn tiền tao phá thai hết trơn á. Đó là bởi vì tụi nó dại dột, tụi nó mơ mộng, tụi nó nghĩ rằng có thể dùng cái bầu đó để giữ lại người đàn ông ở bên mình. Nhưng đến khi giấc mộng ra đi thì mọi chuyện ôi quá phũ phàng. Cũng như là cái miếng xoài này ha, khi mà đã biết nó chua rồi á, đã chấp nhận ăn thì phải ráng chấm muối nhai. Khi đã chấp nhận nhai rồi thì ráng mà nuốt xuống, đừng có nhè nó ra thành một bãi bầy nhầy thấy mà gớm. Trời ơi, bữa nay á không đâu câu triết lý thấy ghê quá vậy. Tao nghe mà tao nổi da gà hết trơn luôn á. Thôi đi cô nương, cô bỏ triết lý cuồng đó đi. Đối với tôi hả, miếng xoài chua, miếng xoài ngọt gì đó cũng là một thứ miếng, bỏ vào miệng ăn rồi nó tiêu quá hết. Trời, nhưng mà rất tiếc. Sao? Con Liêm á, nó không phải xoài, cốc, ổi, mía ghim gì để má bỏ vô trong bụng tiêu quá hết, phải không? Con nói đúng chưa? Chưa chắc, chưa tới hồi kết cục thì chưa biết à. Má, bộ má tính làm gì con Liêm hả? Là đây, con nói cho nghe. Vậy cũng là cách nữa hả? Chứ làm sao? Chuyến này mày chết chắc. Tiền thì sắp hết, mà mình thì vẫn chưa tìm được người thân. Nhưng ở đây cũng đâu giải quyết được gì, mà mình phải ra ngoài tìm việc. Thiệt vậy hả chị? Thiệt chứ, chị á là chưa bao giờ nói dối. Vậy khi nào em đi làm được? Thì chừng ngày mai, ngày... Khoan đã, bỏ hộp cơm đây. Em đứng lên đi. Đó, đâu, thử xoay một vòng chị coi coi. Xoay ngược lại vòng chị coi coi. Trời ơi, xoay từ từ thôi. Em á, em có khuôn mặt rất là đẹp, nhưng mà cái tướng của em hơi quê quê. Em biết xoay mà xoay kiểu thành phố nó sang trọng là phải xoay làm sao không? Giùm chị nè nha. Đó, bỏ chân giày. Rồi, xoay. Tự nhiên mày dẫn nó vô đây, cho tao tốn tiền vậy. Trời, tốn tiền gì má? Má chỉ nghĩ tới một mà không nghĩ tới mười. Má coi coi nó kìa, quê một cục không? Thấy ghê. Má không tút cho nó đẹp lên, má không tút cho nó tươi lên, làm sao mà có thể hấp dẫn mấy anh trai đại gia cho má hái ra tiền được chứ. Mày nói mạnh miệng quá à, tại vì mày không có chi tiền. Không có chi tiền gì, má chỉ tốn chút xíu thôi mà má tiếc cái gì. Phải có chi mới có thu,
má phải có tầm nhìn rộng hơn chứ. Mà nè, con nói cho má nghe, chứ chi cho vụ nào còn sợ, chứ vụ này chắc ăn không bao giờ lỗ, má đừng có lo. Hay quá. Quên, quên gì nữa? Quên còn nữa. Nè, sau cái vụ làm tóc này nè, phải dẫn nó đi mua đồ nữa đó. Hả? Cái gì? Tút cho đẹp, tút cho đẹp. Trời ơi, mày hại tao rồi. Má, má đừng có nhìn con kiểu đó, má đừng có trách con như vậy. Đây là con đang giúp má, đang giúp má, má biết không? Trong vụ này con má ăn uống gì đâu à. Phải mày giúp không? Hay mày hại thì có. Quỷ què. Cái này đẹp nè. Đó, cái này được á. Cái này cũng được nè má ơi. Ê dạ, đem thử đi. Ủa, sao vậy? Mày hay quá ha. Nãy giờ mày lựa quá trời. Mày muốn mua cho sạc nghiệp tao hả mày? Trời ơi má ơi má, lựa là lựa như vậy thôi, chứ còn đâu phải là mua hết đâu. Nó thử được bộ nào mới mua bộ đó. Thôi 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 thôi, máng lên đi. Máng làm nãy gì? Giờ lựa quá chừng à. Má đừng có lo nha, ngân hàng có phá sản cô cũng tới lượt má sạc nghiệp. Má nghĩ sao vậy? Đâu có ai buôn bán kinh doanh mà lời như má đâu. Mày nói hay quá ha. Chứ làm sao nữa. Thôi thôi thôi, dẹp đi. Thôi để cho nó thử. Trời, mày nói nhiều quá à, dẹp đi. Cái con này. Trời, con đã nói là để cho nó thử mà. À, mày thiệt. À. Quá xuất sắc. Trời ơi, đẹp thần sầu luôn nha. Đẹp quá hả? Ra đây, ra đây gái, ra đây. Trời ơi. Trời ơi. Sao, thấy được không? Ngon lành cành đào. Ê, bà kiếm đâu ra con nhỏ mướt quá vậy? Đất lành chim đậu mà. Nhưng mà kỳ này con chim đi lạc vô nhà tôi. Này nè. Chỉ cần nó ngoan ngoãn, biết nghe lời và biết chiều lòng khách, bao nhiêu tiền tôi cũng chi hết. Trời ơi, yên tâm đi. Tôi nói bà nghe nè, em nó trong sáng với tờ giấy trắng vậy đó. Dạ em chào. Dạ em chào mấy anh. Chào em. Rồi vô đi gái, vô. Cái gì vậy? Chị đã nói rồi, đã dặn em rồi, làm ơn bỏ cái mái tóc này qua một bên nè, hiểu không? Nó phải hở hở vậy nhìn nó mới gợi cảm. Nhưng mà em không thích hở. Không thích cái gì? Bỏ cái tay ra đi. Em phải mặc hở nó mới đẹp, nó mới gợi cảm. Em đẹp mà em sợ gì? Gợi cảm như vậy là sexy đó, em hiểu không? Là sexy. Em đâu có biết sexy là cái gì đâu. Trời, tôi mệt quá. Trời, tôi lại cô luôn á cô ơi, thiệt á. Sexy có nghĩa là giống như người ta đang khen cô giỏi đó, cô hiểu không? Hả? Thôi được rồi, bỏ tay xuống. Đi vô giùm tôi cái đi. Nha, nha. À, khoan đã. Nghe chị dặn nè. Bây giờ ở trong trọng á, ai nói gì, ai làm gì á thì mặc kệ họ. Em không cần phải làm chi hết, hiểu không? Em chỉ cần ngồi cười, vỗ tay, khen người ta hát hay, như vậy là được rồi, nhớ không? Chỉ vậy thôi. Vậy thôi, như vậy là được rồi. Đi vô đi, nhanh lên. Vô vô, vô. Bỏ cái tay ra. Vô. Quá mệt. Má trời đất ơi. Trời, má sung sướng quá ha. Nằm nhà gác chân lên, xong rồi đếm tiền xẹt 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 vậy nè. Có mình con là khổ cực à. Nói rã nước bọt luôn, nó mới chịu vô làm. Ê con kia, sao lần nào mày xuất hiện cũng làm tao hết hồn vậy hả mày? Má có tật giật mình á thì có. Con đứng đây từ nãy tới giờ rồi, má không thấy thì thôi. Lo đếm tiền không mà. Tiền không đếm đếm gì? Ủa, mà con nhỏ đó, mày giải quyết ổn chưa? Có chuyện gì không? Trời, má nghĩ sao vậy? Ngon lành hết rồi,
Em đó hả? Bữa nay đẹp xuất sắc dữ lắm. Con đảm bảo với má, mấy anh trai già dê đó mà thấy nó hả, vừa hát vừa nhìn lát mắt thôi. Phải hôn đó. Chứ làm sao, qua tay con mà. Má, vậy phần của con đâu? Mày có nước giỏi dội tiền. Trời ơi, tiền mà không giàu giỏi gì. Phần mày vô đó thôi đó nha. Đừng đòi hỏi nữa đó. Đòi hỏi gì trời. Nhiều đây cũng được. Ơi, hình như là con Liêm phải không? Má đếm tiền má mờ mắt rồi hay sao á? Má nghĩ sao giờ này con Liêm á, giờ nó đang đó. Tao mờ mắt hay mày gạt tao? Hả? Liêm, Liêm, Liêm. Ê, Liêm, 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 Liêm. Ủa, sao em không ở chỗ làm mà em về đây vậy? Bà. Alo, em nghe này chị. Bà chói. Bà dẫn cô hồn các đảng tới phá quán của tôi hả? Bà làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Không làm thì thôi chứ, tại sao cô ta lại đánh khách của tôi? Đánh người? Ờ, chắc có hiểu lầm gì đó chị ơi. Chứ em nó hiểu lầm cái gì? Đánh khách của tôi bầm mặt hết trơn à. Bà đem tiền qua đây cho tôi nha. Còn nữa, phải có tiền thuốc men bồi thường cho khách đó. Nếu không thì không xong đâu. Em, chị xin lỗi em nha. Không ngờ con nhỏ này lại hung dữ như vậy. Đánh muốn đừng có bắt buồn luôn chị à. Nha. Alo, alo, alo. Trời ơi, trời ơi, Liêm, tại sao đánh người nữa vậy? Mấy người đó không tốt, tôi đánh như vậy là còn nhẹ. Tôi không làm ở đó nữa. Trời ơi, cái tánh hay đánh người như cô á, cũng không có chỗ nào mướn đâu. Trời ơi, tức chết đi được mà. Con Hương đâu rồi? Trả tiền lại cho tao. Hương, con Hương. Tóc con đẹp quá. Dạ, con thấy tóc của cô cũng đẹp mà.